Máy ép chậm Lysel KBF10 mẫu cổ đại. Ngày 29 tháng 9 năm 2021 gửi về cho anh khách quen Nguyễn Tố Dũng ở Kim Chi, Nghi Liêm, thành phố Vinh, Nghệ An. Ngày hôm qua thì anh đã ủng hộ một chiếc nồi chiên đông dầu và hôm nay anh chị lấy thêm một chiếc máy ép chậm Lysel KBF10 mã cổ đại. Và chiếc máy này nhà em bảo hành cho anh chị 12 tháng, lỗi đổi trả trong 10 ngày. Như thông lệ thì trước khi gửi đi em sẽ kiểm tra lại toàn bộ các chức năng và phụ kiện đi kèm theo máy để tránh việc lỗi gửi đi gửi lại. Thì phụ kiện đi kèm theo máy gồm có 2K hứng nước và bã, dung tích chứa là 1 lít, một bàn chải để vệ sinh máy, một phiếu bảo hành Lysel KBF10 chính hãng và một sách hướng dẫn sử dụng. Một tay ấn rau củ quả. Mở máy. Cổ đại thì có thể cho vừa cả một quả táo, một quả cam. Đấy, một bàn tay người lớn cũng nhét vừa. Thì tất cả mọi phụ kiện đã kiểm tra đầy đủ thì chúng ta sẽ khởi động máy. Máy đã chạy. Lưỡi ép ở trên này, cối e-lock phía dưới này. Nước này, có một gioăng cao su để chặn nước này, đóng vào. Cái này sẽ ra bã. Chế độ đảo chiều. Trong quá trình ép mà nếu như máy có bị kẹt bã thì chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ đảo chiều này để đẩy bã lên. Và khi mọi chức năng đã kiểm tra ok, hoàn hảo, phụ kiện đầy đủ thì ngoài tem phiếu bảo hành chính hãng của Lysel ra, nhà em sẽ có thêm một cái tem phiếu mực đỏ bảo hành có ký tên để khẳng định chất lượng, uy tín và cái dịch vụ bảo hành so với các thương hiệu khác. Ngoài tem phiếu bảo hành của hãng ra, tem phiếu mực đỏ ký tên ra thì em sẽ có một cái tem dán trực tiếp trên sản phẩm như thế này. Tất cả các sản phẩm nhà em xuất ra thị trường bán lẻ đều có một tem dán trên sản phẩm, có đầy đủ địa chỉ, số điện thoại để mọi người liên hệ nếu có thắc mắc cần tư vấn, trục trặc hay bảo hành. Uy tín là một thứ không phải xây dựng trong ngày 1, ngày 2. Hiện giờ thì công nghệ thời đại 4.0 cạnh tranh rất là khốc liệt về giá cả, chất lượng và dịch vụ. Khi một sản phẩm mẫu mã hình thức giống nhau mà có giá thành rẻ đặc biệt thì mọi người cũng cần nên lưu ý và tìm những cơ sở làm lớn, làm uy tín lâu năm. Người ta sẽ có trách nhiệm với cái sản phẩm bán ra cũng như chế độ bảo hành. Mọi chi tiết xin liên hệ tổng kho Thành Được, địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội, điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081. Mọi thắc mắc đóng góp khiếu nại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử email thanhduoc2807192a@gmail.com.